Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách Và vâng trước mắt của tòa quảng đây là một bộ sofa Zito Mẫu chân đùi gà Hàng VIP dẫn được cơ sở em làm trên nền chất liệu gỗ hương đá của Lam Phi Và làm theo một đơn đặt hàng của anh Ngọc đến từ thành phố Thái Bình Và bộ sở hôm nay của em đã có video phần mộc thô rồi Từ hôm nay cơ sở em đã hoàn thiện xong Trước khi xếp lên xe để bàn cho trả cho anh thì một kê ra để quay Để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng nhé Và bác nào muốn xem video phần mộc thô thì có thể yêu cầu các bạn zalo với em em sẽ gửi cho đường link video các bác nhá và bộ sở này anh ngọc đặt theo yêu cầu phòng khách nhà anh bao gồm một chiếc văng dài và chiều dài là 3 m linh một sâu là 85 và chiều cao là 75 phân một chiếc văng ngắn với kích thước là 2 m 3 sâu 85 chiều cao là 75 một chiếc đôn góc là vuông 65 trên khung tranh và chính giữa đây là một chiếc bàn to 97 x 1m75 và món cuối cùng là đôn ngồi 1m3 x 60 Hàng anh yêu cầu cơ sở Bem Sơn BU một cánh rán để nguyên vân gỗ và cũng như là đi kèm đó là một bộ đệm da Corolla nhập khẩu từ Ý, mút là mút Nhật các bác nhá. Đấy. 100% là gỗ hương đá này. Đấy, các bác nhìn này. Thì uh, với mẫu sản phẩm này em đang làm đùi này, bản đùi to là bản rộng 14 phân và độ dày là 10 phân. Hàng trên trường nghệ chỉ làm cho bác đùi 12 phân thôi. Đây cơ sở em làm đùi 14 này và gỗ là gỗ tự nhiên nên là những cái đường lứt răm li ti này thì không thể tránh được các bác nhá không thể tránh được đấy và phần xa này được cơ sở bên em làm là bản rộng là dày 8 phân độ dày là 4 phân nếu hàn thị trường các bác có xem ấy bản rộng họ chỉ làm 5 phân rưỡi đến 6 phân thôi và dày chỉ là hai phân rưỡi cơ sở em làm 8 x 4 nhá đấy thì mẫu là mẫu đùi gà nhưng mà anh yêu cầu cơ sở bên em bỏ cánh gà đi để anh không cần làm cánh gà các bác nhá đây hàng được cơ sở bên em chọn lọc lựa này hoàn thiện sơn bưu bóng mờ này đấy, cực kỳ là mịn và đẹp luôn các bác nhá. hàng thì được hoàn thiện hết cả trong lòng ngăn kéo đấy và về phần độ dày toàn bộ độ dày nhu cầu của cơ sở bên em là khung tranh mặt dày 4 ván dày 2 yếm dày 4 các bác nhá. đây khuôn tranh mặt là dày 4 ván mặt là dày 2 Đấy. và đặc biệt với lối hàng này yêu cầu làm sâu 85 và anh yêu cầu của cơ sở bên em làm là mộng thủng nhá mộng thủng đấy mộng thủng này theo lối hàng tàu các bác nhá theo lối hàng to mộng thủng này đấy nó sẽ mất công hơn chi phí nó sẽ độ lên các bác nhá đấy và điểm tiếp theo ở à, video mộc em đã nói rồi phần tựa lưng bị kín cả hai mặt này bị kín cả hai mặt này anh yêu cầu cơ sở em làm là dày 2 phân dày là hai phân coi nhá đấy còn hàng bình thường em chỉ làm là một phân rưỡi thôi đấy cả hai phân dày cả hai phân cả hai mặt luôn các bác nhá đấy cực kỳ là dẹn chắc chắn luôn và chiều cao từ mà đất ngồi của em rơi vào 30 phân Khi kết thêm đệm ra 10 phân rơi vào mét phân Cao lên đỉnh tựa đây là 75 phân Cao lên đệm, đệm này sắp xỉ 80 phân Và đệm da anh lựa chọn cho gia đình mình là đệm da Carora nhập khẩu từ Ý Mút là mút nhật ờ, đang Bộ đệm da này đang có mã là F72G nhá Đây một chiếc da của Vân thì rất là đẹp luôn Mút nhật thì cực kỳ là êm xịn sò luôn các bác nhá Đấy Hàng thì được cơ sở của em tuyển chọn gỗ lọc lựa Vân đều đẹp các bác ạ hàng làm đặt theo kích thước không gian phòng khách nhà anh đấy và cũng như đây mộng là mộng thủng nhá làm mộng thủng theo yêu cầu của anh đấy cơ sở bên em thì có nhận làm hàng nhà theo yêu cầu tùy theo kích thước chất liệu gỗ độ dày số lượng món và yêu cầu các bác đưa ra đấy hay chính giữa đây là một chiếc bàn siêu to 97 x 1m75 ván bàn vẫn được cơ sở bên em làm mà liền nguyên một tấm có nhá liền nguyên một tấm dày là hai phân và được chọn vân các bạn nhìn này vân veo chọn lọc rất là đẹp luôn và anh yêu cầu bàn em làm là bốn ngăn kéo bốn ngăn kéo bàn quây đấy bàn quây hoàn thiện hết cả trong lòng ngăn kéo nhá với những uh, bàn bình thường